Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, tham dự hội nghị có ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao, tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp của Đảng và Nhà nước. Các giải pháp chiến lược chỉ đạo, điều hành, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, đảm bảo các cân đối vĩ mô, các mục tiêu kế hoạch do Bộ tham mưu đều được các cấp có thẩm quyền đánh giá cao. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ sẽ khẩn trương khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập, quyết tâm nỗ lực hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 của ngành kế hoạch và đầu tư, tiếp tục khẳng định nâng cao vị thế trong công tác tham mưu tổng hợp. Trước đó, trong buổi sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Vương Quốc Nam cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Tú về tình hình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Mỹ Tú, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã thực hiện chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng với diện tích 103,78 ha, đạt 82%, với 472 trên 603 hộ bị ảnh hưởng dự án. Theo đó, đã bàn giao cho chủ đầu tư với diện tích 102,51 ha, tương đương 457 hộ, còn lại 131 hộ chưa phê duyệt phương án, chưa niêm yết giá, chưa đồng ý với phương án niêm yết, chưa đồng ý nhận tiền đền bù. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận phân tích cụ thể từng trường hợp và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, báo cáo tiến độ xây dựng các khu tái định cư và định giá nền khu tái định cư. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Vương Quốc Nam đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cần chủ động phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2 và địa phương tiếp tục rà soát, phân loại từng đối tượng để có biện pháp vận động giải quyết sớm việc chi trả tiền đền bù đối với các hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án, sớm xác định giá nền khu tái định cư để người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Các sở ban ngành tỉnh và địa phương phải phấn đấu thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc trên địa bàn huyện Mỹ Tú trong năm nay. Chiều nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến tham vấn ý kiến đối với hồ sơ về nhiệm vụ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, dự hội thảo có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 có đối tượng thụ hưởng là nhân dân, kiều bào, cộng đồng dân cư, hợp tác xã, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội, các di sản văn hóa, thiết chế văn hóa trên địa bàn cả nước và tại một số quốc gia. Chương trình được thực hiện trên địa bàn cả nước bao gồm tất cả các xã, phường, thị trấn, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tại một số quốc gia. Cơ quan đơn vị thực hiện chương trình bao gồm hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở và toàn xã hội, trong đó chủ thể là nhân dân, lực lượng văn nghệ sĩ, người thực hành văn hóa tại các cộng đồng địa phương. Mục tiêu của chương trình là huy động tập trung các nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh các thể chế để tạo ra bước chuyển biến căn bản và sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Tại hội nghị, lãnh đạo cơ quan chủ quản đã giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp của lãnh đạo bộ, ngành và các địa phương về những nội dung liên quan việc xây dựng chương trình.